Collagen trị nám tàn nhang nếu dùng đúng liều lượng, đúng loại sẽ giúp da chuyển biến rõ ràng, mướt mịn, săn chắc hơn. Đặc biệt là mờ hẳn các vết thâm sạm, tàn nhang. Cùng Shop Nhật Bản tìm hiểu thông tin cụ thể về các loại collagen mang lại hiệu quả mờ nám tốt nhất hiện nay. 1. Collagen Intertecho 25.000mg. Bạn muốn tìm hiệu quả chắc chắn không thể bỏ qua sản phẩm collagen Intertecho dạng nước này. Đây là sản phẩm bổ sung collagen tự nhiên, dễ hấp thụ, còn bổ sung enzyme thay thế hoàn toàn vitamin C, bảo vệ dạ dày, đường tiêu hóa. Nhà sản xuất, Nhật Bản. Công dụng. Nhắc tới công dụng của collagen Intertecho 25.000mg, bạn không thể không biết sản phẩm giúp tăng cường độ đàn hồi, giúp da săn chắc, khỏe mạnh, là sản phẩm bổ sung collagen tự nhiên an toàn. Không chỉ vậy, sản phẩm còn ngăn chặn hắc tố melanin làm đen, sạm da, làm mờ các đốm nâu trên da. Ngoài ra, Intertecho còn nuôi dưỡng, tái tạo tế bào da, trả lại cho bạn làn da mềm mại, tươi trẻ. Một tác dụng khác là tăng chất nhầy giữa các khớp nối một cách tự nhiên, phòng ngừa tốt các bệnh về xương khớp. Cách dùng. Dùng một lọ một ngày, dùng ngay sau khi mở nắp. Nên uống trước khi ăn 30 phút vào buổi sáng hoặc uống một tiếng trước khi đi ngủ. Lưu ý, nếu có. Sản phẩm thích hợp sử dụng cho người từ 18 tuổi trở lên. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Phụ nữ mang thai và cho con bú nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng. Giá bán tham khảo 1.790.000 đồng một hộp 10 lọ ít 50ml. 2. Viên uống collagen Yutetho 390g. Viên uống collagen Yutetho được điều chế dạng viên nhỏ dễ uống, kết hợp các thành phần tương hỗ dễ hấp thu và chuyển hóa thành collagen tự nhiên trong cơ thể. Nguồn gốc xuất xứ Mỹ. Quy cách, hộp 390g. Đối tượng sử dụng. Sản phẩm dành cho cả nam và nữ từ 20 tuổi trở đi. Phụ nữ có thai và cho con bú muốn sử dụng collagen trị nám tàn nhang này cần tham khảo ý kiến của chuyên gia sức khỏe trước khi dùng. Tác dụng. Cung cấp collagen tự nhiên cho cơ thể. Làn da của bạn sau khi dùng collagen Yutetho sẽ có những chuyển biến rõ rệt. Các hiện tượng như nám, tàn nhang, nếp nhăn sẽ được đẩy lùi, da sáng mịn hẳn. Phục hồi cơ thể khỏi tình trạng mệt mỏi, uể oải và tăng cường hệ miễn dịch. Giúp đào thải dần độc tố sau một thời gian ngắn sử dụng, giúp cơ thể nhẹ nhàng và thoải mái hơn. Tăng cường và nuôi dưỡng gân, dây chằng, cơ, giảm tình trạng đau nhức khớp và mất sức. Điều hòa nội tiết tố nữ và chu kỳ kinh nguyệt. Cách sử dụng, ngày 6 viên uống đẹp da collagen chia làm 2 lần. Mỗi lần 3 viên trước khi ăn 30 phút. Bên cạnh đó, buổi tối là lúc cơ thể phục hồi, không còn bị tác động bởi ánh nắng mặt trời. Lưu ý, không dùng collagen trị nám này cho người dưới 18 tuổi, phụ nữ đang mang thai và cho con bú. Tùy cơ địa từng người mà có một số tác dụng phụ như dị ứng, sưng mặt, phát ban, khó thở. Giá bán tham khảo 680.000 đồng một hộp 390 viên. 3. Viên uống trị nám collagen Yucolen. Viên uống collagen trị nám da và tàn nhang Yucolen được đánh giá bởi các tổ chức y tế. Hiệp hội thực phẩm chức năng có tác dụng làm mờ vết nám chỉ sau 8 tuần sử dụng. Nguồn gốc xuất xứ, Thụy Sĩ. Quy cách, hộp 30 viên. Đối tượng sử dụng, dùng cho phụ nữ từ 16 tuổi trở lên, có nhu cầu làm trắng da, giảm nám, sạm da. Tác dụng, giảm sạm nám da, kích thích tăng chuyển hóa ở da, nhanh chóng tái tạo lớp da mới, giúp da tươi trẻ hơn. Ngăn chặn hình thành sắc tố melanin, di chuyển melanin từ lớp sừng, khả năng làm sáng da những vùng da nám màu, tối màu. Ngăn chặn quá trình oxy hóa trong da, đẩy lùi hiện tượng sạm da. Cách sử dụng, dùng 2 viên một ngày trong 2-4 tuần đầu. Sau đó dùng 1 viên một ngày. Uống 30 phút trước khi ăn sáng hoặc 30 phút trước khi đi ngủ. Lưu ý, không dùng collagen trị nám da cho phụ nữ mang thai. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Giá bán tham khảo 399.000 đồng một hộp 30 viên. 4. Viên uống đẹp da collagen TC mẫu mới.
Riêng uống đẹp da collagen C mẫu mới giúp duy trì độ khỏe mạnh và linh hoạt của da. Dây chằng, xương, khớp, bắp, gân, mạch máu, móng tay và tóc. Nguồn gốc xuất xứ, Mỹ. Quy cách, lọ 360 viên. Đối tượng sử dụng, sản phẩm phù hợp với nhiều đối tượng, nhất là người có nhu cầu làm đẹp da cũng như tăng độ chắc khỏe, dẻo dai cho móng, tóc và các khớp xương. Tác dụng: làm đẹp da, ngừa lão hóa, bổ sung nguồn cung collagen đang thiếu hụt, phục hồi sự săn chắc cho làn da, ngăn ngừa chảy xệ, giúp trẻ hóa da, xóa mờ dấu hiệu tuổi tác, ngăn ngừa sự biến đổi tế bào gốc phôi thành tế bào ung thư, tăng cường sự liên kết tế bào mô dưới da, từ đó làm căng da, làm mờ nếp nhăn, nếp gấp hiệu quả. Cách sử dụng: uống 2 lần một ngày, mỗi lần 2-3 viên trước bữa ăn 30 phút để cơ thể hấp thu tốt nhất. Nên uống nhiều nước trong quá trình sử dụng. Lưu ý, phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng. Những người đang uống thuốc hoặc sử dụng thực phẩm chức năng khác cũng nên hỏi bác sĩ để có liều lượng phù hợp nhất. Giá bán tham khảo: 580.000 đồng một hộp 360 viên. 5. Thực phẩm chức năng trị nám, trắng da Whitening Collagen ISO. Viên uống trắng da. Trị nám Whitening Collagen ISO giúp làm trắng da, phục hồi sắc tố, cải thiện nám sạm da cho làn da mịn màng. Nguồn gốc xuất xứ, Nhật Bản. Quy cách, 240 viên một hộp. Đối tượng sử dụng, sản phẩm phù hợp cho các đối tượng ở lứa tuổi cần bổ sung collagen từ 20 tuổi trở lên. Tác dụng: cải thiện cấu trúc, phục hồi độ săn chắc, xóa các nếp gấp li ti, nhăn nheo, làm da trơn láng, kích thích sự tái sinh tế bào và hệ thống collagen mới, ngăn chặn tổng hợp melanin, sự thâm tím, duy trì sự nguyên vẹn của mao mạch, chống lão hóa hiệu quả giúp đảo ngược sự hủy hoại tế bào, làm mịn màng kết cấu da. Đối với tóc, cải thiện tóc xấu do thường xuyên tiếp xúc với hóa chất như uống duỗi, nhuộm, giúp tóc chắc khỏe, ít gãy rụng, ít bạc. Đối với móng, giúp chắc khỏe, trơn bóng, sáng. Cách sử dụng: ngày uống 2 lần mỗi lần 4 viên. Uống thật nhiều nước để sản phẩm hấp thu nhanh nhất. Lưu ý, sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Giá bán tham khảo: 720.000 đồng một hộp 240 viên. Trên đây là những thông tin về các loại collagen trị nám tàn nhang được ưa chuộng trên thị trường hiện nay. Nếu bạn đang đau đầu về những vết nám, tàn nhang, hãy tham khảo thêm các dòng collagen trên, tìm hiểu hàm lượng và thành phần phù hợp với bản thân. Mọi thông tin cần được giải đáp vui lòng liên hệ với shop Nhật Bản để nhận được phản hồi tốt nhất nhé.